Thưa quý vị, trong các bản tin nhật ký cuộc sống trước, chúng tôi đã phản ánh đến quý vị và các bạn câu chuyện về tình trạng khai thác cát có dấu hiệu trái phép khu vực sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn 3 tỉnh là Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình. Vậy chính quyền địa phương đã và đang thực hiện công tác quản lý hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông như thế nào? Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên VTC14 tại Hà Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt ở tại ngã ba sông, đoạn giáp ranh giữa ba tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình. Và theo chia sẻ của người dân thì từ phao xanh mà trở ra phía bên ngoài đã cấp phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp. Và cũng kể từ phao xanh trở vào phía bên trong này thì đã được cấp cho hợp tác xã rau sạch để triển khai các mô hình rau sạch. Thế nhưng không hiểu lý do tại sao tại khu vực này thì hoạt động khai thác cát vẫn được diễn ra. Chính vì thế cho nên đã dẫn tới tình trạng là sạt lở các cái bãi bồi như thế này. Khu vực này đã được chính quyền địa phương cấp phép cho doanh nghiệp khai thác cát. Thế nhưng ngay tại vị trí được cấp phép, thời gian qua đã xuất hiện những chiếc tàu lạ khai thác cát có dấu hiệu sai phép, khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Tức là nó hút từ cái mong cho nó vào đây, hút này, trộm mấy năm nay. Cái này nó trộm cắt này nó rất là khó, chập chọn tối hoặc là sáng sớm. Khu vực này là khu vực của Hà Nam, bãi bồi Hà Nam, ba tỉnh. Nó biết là ấy thì vòi của nó đưa vào sàn, cứ nổ máy là cát phải lên. Với thế là càng tối càng tốt. Khi mình không tiếp ứng được thì càng tối càng tốt. Nó trộm đêm thì nó phải đi ăn đêm. Ở đây ví dụ như là khai thác thì chủ yếu là sẽ khai thác ngày hay là khai thác đêm, có khai thác trộm không? Cả đêm. Làm cả đêm á? Cả đêm. Đêm qua đêm kia có làm không ạ? Có. Vẫn làm tức là khai thác luôn trên dòng sông này. Dòng sông này luôn nhỉ. Lật lở khối gì? Lở đất đi ạ. Nhưng mà thế dân không ý kiến ạ. Ý kiến làm gì nữa? Làm gì lấy sông làm gì nữa? Cung cấp thông tin phản ánh của người dân về tình trạng khai thác cát có dấu hiệu sai phép khu vực sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn xã Chân Lý và Đạo Lý thuộc huyện Lý Nhân đến Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Nam. Thì đây là những gì mà chúng tôi nhận được. Người dân vẫn phản ánh là vẫn có hiện tượng các tàu, một số tàu đang khai thác trái phép đấy. Đấy là người dân đấy thôi, còn anh em của em còn trực tiếp ở đấy. Hôm nay thì cái chỗ Chân Lý ấy, nó đang cả nó các loại phóng viên nó đang đứng ở đây chụp anh ạ. Đấy nên là chú phải cho anh em sát sao ở đấy để một số ngày gần đây là chính quyền địa phương Đạo Lý với Chân Lý với người dân là người ta phản ánh là có hiện tượng khai thác các tàu khai thác trái phép. Dân chỉ biết giám sát về thời gian, cái đấy là dân nắm rất rõ được. Mà anh ra ngoài khỏi ranh giới vị trí phao mốc của anh khai thác, có nghĩa anh khai thác trái phép. Và tôi khẳng định lại một lần nữa là hiện tại trên địa bàn xã Chân Lý, huyện Lý Nhân đang có 3 doanh nghiệp được cấp phép, giấy phép khai thác còn hiệu lực và đang hoạt động bình thường. Còn nếu như các doanh nghiệp khai thác ngoài địa bàn xã Chân Lý, ngoài cái ranh giới mỏ được cấp phép, có nghĩa là khai thác trái phép và khai thác ngoài cái giờ cho phép theo quy định, đã được Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu ban tỉnh có văn bản chỉ đạo cũng như Sở Tài nguyên ra thông báo cũng như theo quy định của Nghị định 23 là trái phép. Ở đây trong cái phóng sự tôi xem thì về thị trường lớn là phản ánh cũng trung thực khách quan rồi, phản ánh đúng cái thực trạng. Ở đây mà nói thì theo các cái quy định pháp luật, cái vùng đất mà chưa cấp phép khai thác ấy, là chủ tịch nước phải có trách nhiệm chỉ đạo ủy ban các xã phải có trách nhiệm quản lý phát hiện ngăn chặn những cái khó giảm khai thác trái phép. Chưa bao giờ vấn đề quản lý và xử lý vi phạm trong việc khai thác cát lại trở nên nóng như thời gian vừa qua. Nếu phải liệt kê thì việc khai thác cát trái phép ở nhiều địa phương đã và đang trở thành một vấn nạn với những hệ lụy kép. Khi bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, diện tích đất canh tác bị thu hẹp và tài nguyên bị thất thoát.